Hé nhiều các bạn, chào xin mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của anh Út Báo Sở Kỳ BG. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm cái con sniper với các bạn nha, hay còn gọi là con sniper gì đó, nhưng mà mình kêu sniper đó giờ quen rồi cho nên là các bạn thông cảm cho mình nha, kêu quen rồi sửa nó hơi khó khó đó. Và cái con này thì mình sẽ mượn của bạn TD hay Wow này nè các bạn. Đó, sniper nè, con này nó rất là hiếm nha, nó chỉ có 200+ người sở hữu thôi các bạn. Nói chung là con này về cái đầu hiếm của nó là chắc có lẽ là nó sẽ đứng thứ nhì game đó các bạn. Mình nghe mấy bạn fan nói là có một con gì Batato vậy đó, là cái con đó là hiếm nhất luôn. Còn con này là hiếm thứ nhì hay sao đó các bạn. Để coi coi con này nó có xịn không nha. Và mình sẽ hỏi bạn này coi á là con này nó có skill đồ không, cái kiểu nha, để mình cài skill lên thì mình thấy quay video cho bạn xem luôn á. Có skill không em ơi? Con này thì đam một cái kiểu thì khá là lõ các bạn. DPS có 1500 à. Nói chung là nhìn đam một cái kiểu thì nó khá là cuồng mía luôn. Nhưng mà để mình vô mình trải nghiệm coi là nó có cái gì xịn sò không nha. Đặc biệt là chỉ có 278 con trên thị trường thôi các bạn. Kiểu như trong game này chỉ có 278 con thôi đó. Rồi thì bạn này nói là không có skill gì hết trơn á. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ mượn con này nha các bạn. Thì chút xíu mình trải nghiệm xong mình sẽ trả cho bạn này nha. Chứ mình không có lấy mấy con này làm gì đâu các bạn, yên tâm ha. Nhưng đặt được tên cây sắt à. Ủa là sao ta? Để chút xíu vô trải nghiệm thì biết ha các bạn nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ vô chiến luôn nha các bạn ơi. Mình sẽ mình đổi mấy con unit này cái đi. Đó, mình sẽ bỏ con clone unit xuống nè, xong rồi bỏ con farm này xuống luôn đi. Tại vì con samurai cũng không cần farm tiền nhiều đâu các bạn. Rồi cái con nipper đâu rồi? Đây nipper nữa các bạn. Tên sniper được boost sniper luôn là tầm đánh có lẽ là sẽ rất là rộng nữa các bạn. Tầm đánh là 100 ha. Wow, 278 người sở hữu các bạn ơi. Và mình sẽ đem theo con microphone man đi ha các bạn. Tại vì mình muốn chơi insane á, cho nên mình sẽ đem theo microphone man cho nó đánh con boss cho nó lẹ nha. Rồi, tìm các bạn ơi. Microphone man là một con rất là ok để mà tiêu diệt boss insane nha các bạn. Đó, mình sẽ đem cái combo lõ này để mà chiến đấu với boss insane cho các bạn xem nha. Nhưng mà quan trọng là mình trải nghiệm cái con sniper thôi. Và mình nghe bạn Summon nói là đổi cái con sniper này cực kỳ khó luôn nha các bạn. Summon hay nè các bạn, mình có nhờ Summon kiếm thử cho mình đó. Summon nói là đổi bằng con commit mà người ta không chịu luôn á. Có nghĩa là đổi con này nó rất là khó luôn vì độ hiếm đó các bạn, nó hiếm quá mà. Rồi, trước tiên thì mình sẽ chơi insane nha các bạn ơi, x2 tốc độ luôn nè. Ok chưa? Và đặt con này cái có 200 tiền hả? Thôi mình đặt ra mình thử đép đầu được không nha. Ủa sao đặt không được ta? What the hell, mình đặt con này đép trước đi các bạn. Đặt nó ra không được các bạn ơi. À mình nhớ rồi, là bạn hồi nãy nói là đặt trên cái cây gì các kiểu mới được đúng không? À đây đặt trên cái đống sắt này mới được nè các bạn. Phải chè thật sự là đặt trên mấy cái đống sắt nó mới được nha, chứ đặt ở dưới là không có được các bạn. Nhưng trước tiên mình farm tiền xíu đi, farm tiền trước cái đi mấy bạn ơi. Đặt lộn con này nữa chứ. Rồi farm tiền các bạn ơi. À cái con này á là mấy bạn phải đặt trên mấy cái cây sắt này mới được nha các bạn. Giờ mình mới hiểu là hồi sớm cha đinh là bạn kia nói cái gì đó các bạn, kiểu như là bạn kia nhắc mình là phải đặt mấy con này trên cái cây sắt mới được á. Rồi giờ mình sẽ farm tiền chút xíu ai. Ok farm tiền thôi. Rồi bây giờ sẽ đặt thêm một con nữa nha các bạn ơi. Farm tiền mình sẽ đặt con nữa bạn, đặt chỗ này ha. Ok mình sẽ quan sát cho các bạn xem là con này nó đánh kiểu gì nha các bạn. Mới ra thì DPS của nó chỉ có 66 thôi à, và nó đánh khá là chậm nha các bạn nha. Bạn coi nó đánh kìa. À, cây sắt được các kiểu đây, là bên đây chắc cũng đặt được các bạn. À, cái thùng gỗ này cũng đặt được nha, chứ không phải là cây sắt không nha. Ngoài đây đặt được không? Ngoài đây thì không được các bạn, kiểu như là muốn ngoài đây là đặt unit không được á. Đặt cho lên đống lửa luôn coi, không được luôn các bạn. Là chỉ đặt được có mấy chỗ rồi thôi bạn ơi, đặt được có mấy chỗ ở trong cái tầm đánh mình đặt mấy con unit được á thì mới đặt được ha, chứ đặt mấy khơi khơi ngoài không được các bạn. Ok. Con này là chắc là độc nhất vô nhị luôn rồi đúng không? Có con nào mà đặt lên mấy đống sắt là được đâu đúng không? Ngoài đây thì không được luôn các bạn. Kiểu như là ngoài đây là nó ra ngoài ghìa rồi đó, là không có đặt được á. Chỉ đặt được trên mấy cái chỗ đóng sắt thôi ha. Trời ơi, đặt lên nóc nhà luôn coi, chặt cho nóc nhà được không? Vãi chè thật sự. Nói chung là con này nó chỉ có hiếm là cái thứ nhất, cái thứ hai là nó độc nhất vô nhị, là chỉ có một mình nó mới có thể đặt lên được mấy cái sắt thôi đúng không các bạn. Mình trải nghiệm cũng nhiều con unit này ha, mình thấy mấy con kia đâu có đặt được đâu, chỉ có mỗi con này thôi các bạn thấy không? À, làm gì đặt được. Nhưng mà cái con này thì đặt được nha. Con này là nó ngược đời với người ta mà, đặt ở dưới không được các bạn. Nói chung là sở hữu con sniper này là một bạn phải là rất là xịn xịn mới được đúng không? Kiểu như là không có quan trọng sức mạnh của nó, quan trọng cái giá trị sưu tầm thôi. Tại vì nó hiếm phải chưởng mà, trong game này có 200+ người có thôi các bạn, cho nên là nó rất là hiếm ha. Wow, nói chung là về cái giá trị sưu tầm thôi nha các bạn ơi, chứ mạnh thì mình thấy là chắc nó cũng lỏ thôi à. Nhưng mình sẽ nâng cấp nó lên thử nha các bạn. Ok là 350 nè, 600 nè, 1200 nè, 6000 nè, hết rồi đó các bạn. Max level rồi ha. Trời ơi bạn coi nó bắn rồi các bạn. Thì mình sẽ bán bỏ mấy con này thử coi. Bán bỏ hết rồi nó đép ổn không các bạn? Bán bỏ luôn. Có làm chậm làm gì không?
không có làm chậm, không có cái quần đùi các bạn ơi, chỉ bắn bằng laser thôi ha, mắt laser rồi đó bạn. DPS được 1500 nè, các bạn coi nó bắn kìa. Ồ, toàn rồi, up lên. Nói chung là chỉ có giá trị sưu tầm thôi các bạn ơi, đọc lại bình dương với lại là nó hiếm thôi ha, chứ không có gì xịn lắm nha. Và cái ngoại hình nó thì nó sẽ bắn bằng cái vòi của nó mấy bạn, cái ống ngắm hả, bắn bằng cái ống ngắm mấy bạn ơi. Đây nè, qua đây cho các bạn xem cho dễ thấy nè ha, con này nó đứng im luôn nè, nhìn dễ đó. Nó là một, gọi là một người lính nha các bạn ơi, lính bắn tỉa kiểu như là bộ đội gì đó. Có cái nón cối rồi cái kiểu kìa các bạn à, nhìn cũng ngầu ha. Nói chung là con này là lạ nhất rồi đúng không, trước giờ mình trải nghiệm là mình thấy con này nó lạ phải chưởng các bạn. Kiểu như là mấy con khác thì mấy bạn có thể đặt ở dưới được, mà con này phải đặt ở trên đây nè. Và các bạn coi cái tầm đánh của nó kìa các bạn, tầm đánh của nó rộng hơn cái bản đồ luôn kìa. Trời ơi, tầm đánh nó đi qua ngoài đây luôn nè các bạn. Kiểu như được boost sniper nữa nha các bạn, chứ không thì năm có boost sniper thì cũng không rộng lắm đâu. Vừa tên sniper vừa boost sniper luôn, là con này khá là hiếm nè. Trời ơi, chủ yếu là sưu tầm thôi. Nói chung là con này là chỉ có cái giá trị sưu tầm độc lạ rồi các kiểu thôi ha, cho nên là cũng không có cần thiết phải đổi mấy con commit để mà sở hữu này lắm các bạn. Nhưng mà nó sẽ có một cái giá trị sưu tầm rất là cao nha, kiểu như là giờ muốn sở hữu nó cũng khó khó là cái kiểu đó. Mà có 200 mấy người sở hữu thôi hả, mình sẽ đặt lên cống là được không? Không được các bạn, đặt trên cống này không được ha. Ô, nói chung là ở ngoài cái tầm đánh này là không được, phải cho đặt đại đi ha các bạn, kiểu như đặt trên mấy cái cây này các kiểu là nó bắn nhìn nó mới đã ha. Nhưng mà không được các bạn ơi, là chỉ đặt được trong mấy cái vòng chỗ mình đặt unit bình thường thôi, được có ba cái địa điểm đặt được nó thôi các bạn. Vậy ngoài đây không đặt được ta, bạn coi nè, đặt trên đây được cũng đẹp ha, mà không được các bạn, không cho đặt trên đây ha. Trời ơi, lên đây coi, đặt trên đây coi. Mình đang tìm chỗ nào khác đọc lại bình dương xíu, đặt mà không được các bạn, nó chỉ đặt được chỗ mấy cái tảng đá nữa trong map này thôi à. Hơi thất vọng xíu nha. Đặt được ở ngoài kia được cái kiểu mới đã, như kiểu bên game Anime Defender á, là các bạn có những cái con unit bắn tỉa mấy bạn có thể đặt mỹ nữa bên cái hòn núi trên kia cũng được nữa. Kiểu như là đặt cho nó đẹp thôi chứ nó không có đánh được nha, nhưng mà đặt được hết trơn à, chỗ nào không đặt được hết trơn á. Còn con này thì nó sẽ bị giới hạn những cái chỗ đặt của nó thôi các bạn ơi. Coi nó bắn nữa các bạn. Trời ơi, đặt ra thêm ba con ở trên cái mấy cái này nữa coi. Đó, chỉ đặt được những cái vị trí như thế này thôi nha các bạn, chứ không có đặt được ở ngoài kia nha. Thêm con này là cho đẹp nè. Trời ơi, nó bắn các bạn, bắn bằng laser chứ cái mỏ nó cái kiểu ha. Đó, thì mình trải nghiệm cho các bạn biết là con này như thế nào thôi. Còn về cái đam nó các kiểu thì là cái đam nó không có là cái gì xịn cho các bạn ơi. Đam nó khá là lỏ thôi, nó không có hỗ trợ được gì chứ, không có làm chậm gì hết á. Chủ yếu là nó đọc lại bình dương thôi, với lại là nó hiếm thôi ha. Trời ơi, đó là các bạn sở hữu con này là chỉ với cái giá trị là hiếm với lại là nó đọc lạ thôi. Nó có thể đặt ở trên mấy cái cây sắt được các kiểu thôi, chứ đam của nó nè các bạn coi nè, 750 tầm đánh 200, cooldown 0.5 là không có cái gì đặc biệt hết nha, nó chỉ có hiếm thôi. Rồi thì review như nó đủ rồi, bây giờ mình sẽ đép cho nó lẹ lẹ để mà giành chiến thắng các bạn ơi. Ủa, đủ 15 unit luôn hả? Họ bán phàm tiền bỏ đây, bán phàm tiền bỏ đặt Samurai ra các bạn. Bán con này bỏ đi nè, đó, đặt Samurai ra. Ok, là giành chiến thắng là ngon các bạn. Nói chung là con nào mà đáng sở hữu thì mình khuyên bạn sở hữu. Còn con sniper này nếu như mà các bạn muốn xác định là kiểu như là sưu tầm đó nha, thì có thể sở hữu. Còn các bạn muốn nó mạnh đó, thì con này nó không có bất kỳ cái gì mạnh nha các bạn. Nó chỉ có hiếm với là nó lạ thôi, là có thể đặt trên được mấy cái cây sắt thôi đó, là vậy thôi đó. Chứ nó không có mạnh nha các bạn, cho nên là cân nhắc sở hữu nó nha. Rồi quay 50 boss ra thì mình sẽ được kêu cho mấy con microphone man một phát là lụm tiền các bạn ơi, là win. Ok ok, microphone man là con này đáng sở hữu nè. Đó, con nào đáng sở hữu thì mình khuyên các bạn lên sở hữu nha. Còn cái con sniper thì nó chỉ có cái giá trị gọi là sưu tầm thôi nha các bạn nha. 9 phút mấy rồi ra thôi. Mình sẽ tìm cái bạn hồi nãy để mà mình trả lại cái con sniper nha các bạn. Đâu rồi ta? À, bạn đó đang trong server mình luôn nè các bạn ơi, đang trong server mình luôn nè. Thì mình sẽ trade in với bạn đó nè. Bạn đó hồi nãy tên là TD hay quạo nè, đó. Mượn con gì là mình sẽ trả cho các bạn, cứ yên tâm nha. Uy tín là hàng đầu nha các bạn nha. Và nhớ mà khi mà cho mình mượn cái con unit gì đó thì phải gọi là nhìn cái số coin của mình nha. Mình tới 589.000 coin nha các bạn, tới mấy trăm ngàn coin lận á, chứ không phải là có 50.000 coin nha các bạn, phải chú ý cái đó đó. Mà sao bạn này cho đinh không đồng ý cho đinh vậy đó. Cho nên là nếu như mà có gặp mình mà có cho mình mượn con gì thì phải chết cái số coin của mình là 589.000 coin mới được nha các bạn. Mà tôi đi hay quạo nè, ok đã bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ trả cho bạn này nha bạn ơi. Đâu rồi ta? Đây, ok, Thanh Kiều em nha. Bạn kia hỏi là sao gọi anh Úc. Nói chung là mình sẽ cảm ơn bạn này, là bạn này sẽ hiểu được đúng không? Rồi ok, đồng ý với bạn ơi, mình sẽ trả cho bạn đó nha. Rồi
chat hồi thì mình mới phát hiện là mình đưa lộn con cho bạn này các bạn ơi, mình trả lộn con mắt game man vải chè. Không, cái này là sự cố các bạn ơi, cái này là mình nhìn nhầm thật sự nha, chứ không phải gì đâu, tại vì mình quay video cho bạn xem đúng không, không lẽ mình tào lao đúng không đó, mình nhìn nhầm các bạn. Mình sẽ xin lỗi bạn này. Sorry anh nhầm, thật sự mình lộn thiệt á, chứ không phải gì đâu, không lẽ mình quay video cho bạn xem mà mình đi trả con khác đúng không, bấm lộn thiệt, nó hai con nhìn nó y chang hả các bạn đây nè. Đó, mình mới nhìn nó lần đầu cho nên mình cứ nhìn lầm không mà mình không có nhầm tên nữa, nhìn nó rất là giống các bạn. Rồi ok, thì bạn đó còn tặng cho mình một con Epic gì nữa kìa, thôi lấy đại cho bạn đó vui ha. Rồi ok, em tặng con Epic. Ok, cảm ơn em nha. Rồi thì video của mình đến đây là hết rồi các bạn ơi, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian quý báu của các bạn mà xem đến hết cái video của mình ha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha, bye bye.